chào các em đã đến với kênh Ngôi Nhà Trẻ Thơ. Trên tay chị Loan là hai bộ dáng hình thiết kế trang phục cho búp bê. Giờ chị Loan sẽ mở bộ đầu tiên ra. Trong bộ dáng hình này có 4 tấm thẻ. Mỗi tấm thẻ là những nàng búp bê khác nhau. Đến với bộ dáng hình thứ hai. Bên trong cũng có 4 tấm thẻ với những nàng búp bê khác nhau, với những bộ đầm thật là xinh đẹp luôn. Tấm thẻ đầu tiên là một em búp bê có đôi mắt long lanh, to tròn, đang mặc một bộ bikini màu hồng. Chị Lân sẽ mặc cho em ấy một bộ đầm 2 dây màu đen ôm body. Và một mái tóc giả màu nâu nhé các em. Kết hợp là một chiếc áo phát màu xanh lam. Và một chiếc mũ beret. Nào, chúng ta cùng đến với tấm thẻ số 2 là một nàng búp bê nhìn rất là sang chảnh luôn, với mái tóc màu vàng dài, đang mặc một bộ bikini màu tím có chấm bi trắng nữa. Chị Loan sẽ mặc cho em ấy một bộ đầm màu hồng. Kết hợp với một đôi giày cao gót màu hồng rất phù hợp với bộ đầm luôn. Tiếp theo là một bộ đầm màu đỏ tay ngắn có kết hợp những bông hoa màu vàng. Và một đôi guốc màu vàng. Đến với tấm thẻ số 3 là một nàng búp bê nhìn rất là hiền diệu luôn, với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, đang mặc một bộ bikini màu hồng. Chị Lân sẽ mặc cho em ấy một bộ đầm cúp ngực xè chấm bi đen nha các em. Và kết hợp một cây cài nhìn rất là dễ thương luôn.
Bộ thứ hai là một bộ đầm dạ hội màu tím nhạt. Đến với tấm thẻ số 4 là hai nàng búp bê. Các em ơi, kích thước của hai nàng búp bê này đã được thu nhỏ lại một chút xíu, nhưng mà không sao, những bộ váy đầm và phụ kiện kèm theo cũng còn rất là đẹp nha các em. Giờ thì chị em chúng mình sẽ lựa chọn những bộ đầm thật là phù hợp với những nàng búp bê. Trong bộ dáng hình số 4 này có hai nàng búp bê nhưng chỉ có một đôi guốc thôi nha các em. Chúng ta cùng khám phá tấm khẽ số 5 là một nàng búp bê nhìn rất là cá tính với mái tóc dài màu tím được uốn xăng, đang mặc một bộ bikini màu tím nhạt. Chị Lân sẽ mặc cho nàng ấy một chiếc áo cúp ngực màu đen kết hợp với một chân váy màu đen có chấm bi màu trắng. Và một đôi guốc màu đen luôn. Cô nàng thật trông thật là xinh đẹp. Chị Lân sẽ diện cho nàng búp bê một bộ váy màu tím nhạt được may từng tầng lớp lớp và có những bông hoa ở phần eo làm điểm nhấn, trông rất là xinh luôn. Trên tay thì cầm một cái bóp màu đen. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tấm thẻ số 6. Kích thước của nàng búp bê đã được thu nhỏ lại một chút xíu. Vì kích thước nhỏ nên người ta đã làm rất nhiều bộ váy đầm đẹp tha hồ mà khai cho búp bê luôn nhé các em. Có hai nàng búp bê luôn. Nàng búp bê số 1 nhìn rất là nhí nhảnh với mái tóc dài màu nâu được uốn xăng, mặc một bộ bikini màu hồng. Nàng búp bê số 2 là nàng búp bê chibi với đôi mắt to tròn.
Các em ơi, chị Loan đã giới thiệu các em những tấm thẻ với những nàng búp bê hoặc là xinh. Trong những tấm thẻ này, các em thích nàng búp bê nào nhất? Các em hãy bình luận bên dưới cho chị Loan biết nha. Tấm thẻ cuối cùng của ngày hôm nay, vừa nhìn thoáng qua chị Loan đã thích một mẫu váy màu xanh dương chỉ vai tiểu thư này rồi, nhìn rất là sang chảnh luôn. Có lẽ đây là tấm thẻ mà chị Loan thích nhất trong ngày hôm nay đó các em. Các em ơi, vì là chị Loan đã chơi xong 8 tấm thẻ dán hình trang phục cho búp bê rồi. Giờ thì chị em chúng mình cùng xem lại những hình dáng chị Loan vừa dán nha. Video của chị đến đây cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em ở những video sau. Các em hãy bấm thích và đăng ký kênh của chị. Bye bye các em.